Tại sân quần vợt Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Châu Đức và xã Xà Bang đã diễn ra giải quần vợt Gia Tuấn mở rộng lần thứ tư, tranh cúp Mimo Lighting. Tham dự giải quần vợt Gia Tuấn mở rộng có 96 vận động viên ở trong và ngoài tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thi đấu ở hai nội dung, đôi nam và đôi nữ. Giải thi đấu theo thể thức play-off để chọn cặp đôi vào thi đấu tứ kết, bán kết và tranh chung kết. Giải đấu tạo điều kiện cho các vận động viên và doanh nghiệp trong và ngoài huyện Châu Đức có dịp giao lưu, tranh tài, rèn luyện sức khỏe, đồng thời cũng là cơ hội để các doanh nghiệp, doanh nhân kết nối hợp tác trong sản xuất kinh doanh. Dịp này, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Châu Đức đã công bố quyết định thành lập câu lạc bộ quần vợt huyện Châu Đức và ra mắt ban chủ nhiệm lâm thời với 11 thành viên.